Như thế nào kiên cường để vượt qua khó khăn? Kiên cường để vượt qua khó khăn là một quá trình bao gồm nhiều yếu tố và kỹ năng. Dưới đây là một số cách giúp bạn phát triển sự kiên cường. Chấp nhận thực tế, hãy chấp nhận rằng khó khăn là một phần của cuộc sống. Thay vì tránh né, hãy đối mặt với vấn đề và tìm cách giải quyết. Xây dựng tư duy tích cực, tập trung vào những điều tích cực, tìm kiếm bài học trong mỗi khó khăn. Tư duy tích cực giúp bạn duy trì động lực và tinh thần. Thiết lập mục tiêu, đặt ra những mục tiêu nhỏ, khả thi và cụ thể. Điều này giúp bạn có định hướng rõ ràng và dễ dàng theo dõi tiến trình của mình. Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, tập trung vào việc nâng cao khả năng giải quyết vấn đề. Khi đối mặt với khó khăn, hãy phân tích tình huống và tìm ra nhiều giải pháp khả thi. Tìm kiếm sự hỗ trợ, đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè, gia đình hoặc các chuyên gia. Sự hỗ trợ từ người khác có thể giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn. Chăm sóc bản thân, đảm bảo rằng bạn chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của bản thân. Tham gia các hoạt động thể thao, thực hành mindfulness hay thiền để giảm stress. Học hỏi từ thất bại không phải là điều xấu, mà là cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Đánh giá những gì bạn có thể cải thiện sau mỗi lần vấp ngã. Giữ gìn lòng kiên nhẫn, hãy nhớ rằng mọi thứ đều cần thời gian. Đôi khi, khó khăn không thể vượt qua ngay lập tức, nhưng kiên nhẫn sẽ giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu. Tự thưởng cho bản thân, sau khi vượt qua khó khăn, hãy tự thưởng cho mình để ghi nhận những nỗ lực và thành tựu của bản thân. Phát triển sự tự tin, tin vào khả năng của bản thân giúp bạn đối mặt với thử thách một cách tự tin hơn. Bằng cách áp dụng những cách này, bạn sẽ có khả năng kiên cường hơn để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng mỗi người đều có những lúc chao đảo, nhưng điều quan trọng là cách bạn đứng lên và tiếp tục tiến về phía trước. Nhớ like và share để nghe những video kế tiếp. Chúc mạnh giỏi, may mắn và thành công.